Vừa rồi là chúng ta đã giới thiệu tới cái công cụ là công cụ nhóm công cụ Rectangular Marquee và Elliptic Marquee. Và bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp sang cái nhóm thứ hai, bao gồm có ba công cụ là công cụ Luxor Tool, Polygon Luxor Tool và Magnetic Luxor Tool. Thì cái vùng chọn thì chúng ta đã tạo ra được rồi, tuy nhiên là cái vùng chọn của chúng ta nó chỉ có hai cái dạng rất là cơ bản hình học, đó là hình chữ nhật và ellipse thôi. Do đó thì chúng ta cần những cái công cụ giúp chúng ta tạo ra các vùng chọn đa dạng hơn nữa về mặt hình dạng. Do đó thì công cụ Luxor nó ra đời để nó đáp ứng cái yêu cầu đó. Thì Luxor về mặt ngữ nghĩa thì nó, nếu mà dịch nghĩa đen thì nó rất là đơn giản, đó là cái thòng lọng thôi. Và thòng lọng thì trong thực tế thì các bạn thấy là nó giúp chúng ta là làm gì, bắt trong phim ảnh trong cuộc sống thì các bạn thấy là quăng thòng lọng để bắt ngựa này, bắt cừu này, bắt bò này, đôi khi là bắt người này. Đấy thì đấy là thực tế, còn chúng ta thì chúng ta không cần mắt những cái đó, chúng ta cần mắt để ảnh thôi. Thế còn tại sao nó gọi là Luxor? Tại vì là cái công cụ này nó thao tác bằng cách là tạo ra một cái vùng, nó sẽ có điểm đầu, điểm cuối thắp vào với nhau, tạo thành một cái vùng khép kín giống như cái thòng lọng, cho nên là nó cũng được dùng cái hình ảnh là cái Luxor là vì thế. Thế thì thao tác đầu tiên mà chúng ta làm quen, đó là thao tác làm quen với công cụ Luxor thông thường. Thì cái này thì nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một cái vùng chọn có tính tùy biến cao, có thể là chạy ra chạy vô uốn theo cái hình mà chúng ta cần lấy. Và thao tác là chúng ta nhấp giữ chuột trái và di nó theo cái chu vi cái hình mà chúng ta cần, cho tới khi nào mà điểm đầu và điểm cuối nó khép lại trở thành một vùng khép kín thì chúng ta chọn được cái vùng hình ảnh đó. Thao tác thì rất là dễ, chỉ yêu cầu duy nhất là gì đấy, giữ chuột cho tới khi nào mà chúng ta khép kín được điểm đầu và điểm cuối đấy. Thế còn nếu mà chúng ta nhả chuột trước khi mà chúng ta khép được điểm đầu điểm cuối thì sao? Thì thao tác coi như kết thúc ở đó, và bất kể là nó cách nhau giữa điểm đầu và điểm cuối bao nhiêu thì nó cũng sẽ tự động nối kín lại với nhau, bằng cách là nó tự động từ cái điểm nhả chuột và cái điểm nhấp chuột đầu tiên nó được tự động nối kín vào với nhau như thế này. Ở điểm mạnh thì là rõ ràng rồi, là thao tác cũng tương đối dễ đấy, và nó tùy biến được lượn ra uốn vào rất là nhanh, rất là chủ động theo tay kéo của người dùng. Tuy nhiên điểm yếu của nó là tính chính xác thì nó không có cao quá, những cái lúc nào mà chúng ta đòi hỏi thật chính xác thì cái này nó cũng không đáp ứng được hoàn toàn, nó chỉ mang tính tương đối thôi, sau đó thì thường là chúng ta sẽ phải điều chỉnh thêm. Thì đấy là thao tác làm việc với Luxor. Và những cái tùy chọn, ví dụ như là giữ shift để thêm vào dự án để bớt đi, ví dụ tôi bị nhả chuột ở đây chẳng hạn, và tôi thấy rằng là tôi vẫn chưa bao được hết cái phần này, tôi có thể giữ shift và tôi vẽ thêm cái vùng mới, đúng không? Giữ thêm cái shift này, khi mà tôi vẽ thêm cái vùng chọn mới thì nó giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu thì nó sẽ mở rộng ra thành một cái vùng lớn hơn. Thế còn chỗ nào mà tôi thấy là nó ra ngoài quá, tôi có thể giữ an, tôi vẽ một cái vùng, tôi trừ bớt những cái phần mà tôi lấy thừa vào cái nền trắng này chẳng hạn. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta thấy nó cũng tương đối giống như là cái thao tác chúng ta đã trao đổi ở công cụ Rectangular. Công cụ thứ hai trong nhóm này nó có tên là Polygon Luxor. Polygon Luxor thì nó cách thao tác nó hơi khác một chút so với lại Luxor thông thường, bởi vì Polygon Luxor nó không yêu cầu chúng ta phải giữ chuột mà nó cho phép chúng ta nhấp chuột rồi thả, nhấp chuột rồi thả. Đây, thao tác được thực hiện như sau: nhấp chuột nó sẽ tạo ra điểm neo đầu tiên, sau đó chúng ta nhả chuột ra thì giữa cái điểm neo chúng ta vừa mới bấm với lại đầu chuột chúng ta đang di chuyển nó được tự động nối với nhau bởi một cái đoạn thẳng ngắn như thế này, và chúng ta di chuyển chúng ta có thể nhìn được cái hướng tiếp theo của đoạn mà chúng ta sẽ vẽ. Đến điểm tiếp theo thì chúng ta nhấp chuột rồi lại thả, nhấp chuột rồi thả thì nó cứ từ từ nó nối các cái điểm này vào với nhau. Cái công cụ này thì nó đặc biệt phù hợp với những bức ảnh mà có những cái đoạn thẳng nhiều đấy, thì chúng ta sử dụng nó là công cụ phù hợp nhất. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta vẽ các đoạn cong thì sao, thì chúng ta cũng vẫn làm như thế thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nhấp nhiều cái đoạn thẳng lắm một, nối dần uốn dần với nhau cho nó ra cái dáng cong cong. Thế còn nếu mà vẫn muốn vẽ thật cong thì sao,
thì các bạn có thể nhấp giữ chuột. Lúc này thì nó sẽ lại hoạt động giống như là một cái lắc xô thông thường. Đấy. Khi mà các bạn nhấp giữ chuột và các bạn kéo thì các bạn có thể nhấn thêm phím an. Đấy, các bạn nhấn giữ thêm phím an thì các bạn có thể vẽ nó như là một cái lắc xô thông thường. Đấy, thế còn lúc nào mà các bạn bỏ cái phím an ra thì lúc đó nó lại quay trở lại là polygon lắc xô và nó lại vẽ theo cái cách là nhấp thải để tạo ra những cái đoạn thẳng ngắn. Thì công cụ này về mặt độ chính xác thì tôi nghĩ là nó sẽ chính xác cao hơn so với lại công cụ lắc xô. Tuy nhiên là nó chỉ đặc biệt phù hợp với lại những cái vùng ảnh mà có nhiều cái đoạn thẳng thôi. Đấy. Tất nhiên là những cái đoạn là giữ shift giữ an để thêm hay bớt vân vân thì nó cũng giống như là cái khái niệm trước đó chúng ta đã trao đổi. Thế còn cuối cùng thì chúng ta trao đổi về công cụ magnetic lasso. Về mặt tên tuổi thì từ magnetic thì chúng ta gợi nhớ tới cái từ tính, đó là cái việc là một cái nam châm cứ gặp sắt thì nó hút vào. Ở đây thì chúng ta cũng chẳng có nam châm, chẳng có sắt, vẫn xoay chuyển lại, vẫn chỉ là làm việc và chọn lựa những cái điểm ảnh mà thôi. Tuy nhiên cái cách ví von này thì nó sinh ra do là cái công cụ này nó có thể tự động nó bám vào đường biên của một đối tượng được. Thao tác mà chúng ta làm là gì? Tôi vẽ vùng chọn bao lấy một cái đối tượng nào đó ở trong hình và tôi lấy được nó ra, tôi có thể cắt, tôi có thể lấy nó, nhân bản nó, vân vân. Thế và cái thao tác này thì các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là Photoshop khi mà nó không phân biệt được là trong bức ảnh nó đang là cái hình gì mà nó chỉ làm việc với cả cái điểm ảnh thôi thì làm sao nó phân biệt được đâu là đối tượng A, đâu là đối tượng B. Đấy. Chúng ta bằng mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy đâu là quả dưa, đâu là miếng thịt, đâu là lát kiwi. Nhưng mà máy thì nó không hiểu như thế, nó chỉ đơn giản là đây là một bức ảnh. Chiều ngang là từng này pixel, chiều dọc là từng kia pixel và mỗi pixel thì chứa một cái giá trị màu sắc nhất định nào đó. Khi mà nó không phân biệt được đâu là đối tượng, đâu là nền, đâu là đối tượng A, đâu là đối tượng B thì làm sao nó phân biệt được cái đường biên của một đối tượng, thì nó lại dựa trên một cái logic cực kỳ đơn giản, đó là sự khác biệt về màu giữa các đối tượng và sự khác biệt về mặt sắc độ giữa các đối tượng. Thế thì ví dụ như là chúng ta thấy là cái quả dưa này chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là nó có chủ yếu là sắc vàng và cái nền xung quanh của nó là nền trắng. Vậy thì nó dựa trên một logic cực kỳ đơn giản là hai cái đối tượng mà khác màu nhau thì khi quan sát thì sẽ thấy là một cái đường biên kéo dài, một bên là màu của đối tượng, một bên là màu của nền chẳng hạn, thì đấy chính là đường biên. Thì bây giờ quả dưa có màu vàng, nền có màu trắng, vậy thì nếu như mà nó bắt được một cái điểm nào đó mà kéo dài cứ một bên trắng một bên vàng nó bám vào thì đấy chính là đường biên của cái đối tượng quả dưa với lại cái nền. Logic hết sức đơn giản như vậy thôi. Và đây chúng ta cùng nhau quan sát. Khi tôi thao tác thì tôi chọn công cụ. Còn cách chọn lựa giữa các công cụ mà có phím tắt giống nhau thì chúng ta đã nói rồi. Nhấn phím shift và đồng thời nhấn thêm cái phím giữ phím shift và nhấn lần lượt cái phím tắt chung đó. Ở đây là L, đúng không? Thì nó sẽ chuyển qua chuyển lại giữa các cái công cụ cho chúng ta. Đây. Lasso này, magnetic polygon lasso và cuối cùng là magnetic lasso. Thế và bây giờ chúng ta bấm vào cái đường biên của quả dưa với lại cái nền thì nó sẽ đo cái giá trị ở đó và nó nhận thấy rằng một bên là màu vàng của quả dưa, một bên là màu trắng của cái nền. Và bây giờ việc của chúng ta rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc là di một cách tương đối chính xác xung quanh cái quả dưa này thôi. Bằng việc này thì chúng ta sẽ dẫn hướng cho nó, việc còn lại là công cụ tự xử lý. Nó sẽ cố gắng bám lấy cái ranh giới, một bên là màu vàng của quả dưa và một bên là màu trắng của cái nền. Và nó rất là chính xác trong cái việc mà bám theo như thế này. Chúng ta có thể lấy một cái vùng chọn hết sức là chuẩn xác của quả dưa mà không cần phải quá cố gắng, tại vì là công cụ nó tự nhận biết được cái đường biên. Tuy nhiên nó cũng có điểm yếu trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng công cụ này. Quay trở lại cái hình ảnh mà chúng ta đang dùng, thì cái ví dụ trước đấy chúng ta sử dụng cái polygon lasso để chúng ta vẽ cái vùng chọn cho cái nuôi này, thì trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng cái công cụ magnetic lasso được hay không
thì có vẻ như là rất là tồi, tại vì là màu ở đây thì nó tương đối giống nhau, sắc vàng tương đối nhiều, đồng thời là độ tương phản giữa hình và nền rất kém. Cho nên là trong trường hợp này, nếu mà chúng ta không dẫn hướng bằng cách là nhấp chuột bấm từng cái một như thế này để chúng ta xác định, thì để cho đối tượng, để cho công cụ này nó tự bám, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó rất rất khó để nó bám được đúng cái điểm mà chúng ta mong muốn. Bằng mắt thường chúng ta có thể xác định được cái giá trị chỗ nào là giá trị khác biệt, nhưng mà công cụ này thì nó lại không thể hiện được như thế. Di một cách tương đối chính xác thì cuối cùng chúng ta nhận được kết quả là nó bỏ qua rất rất nhiều điểm vì cái giá trị tương phản nó thấp quá, nó không phân biệt được đâu là biên nữa. Đây là kết quả và chúng ta thấy kém xa so với lại cái công cụ Polygon Lasso, đúng không? Tất nhiên là chúng ta có thể giúp đỡ nó bằng cách là chúng ta giảm cái gì đấy ạ, giảm cái độ rộng này đi, đó, rồi thì giảm cái độ tương phản hoặc là tăng cái độ tương phản lên để chúng ta thay đổi cái giá trị để cho nó có thể bám vào những cái thứ mà nó dễ xác định hơn. Tuy nhiên kể cả trong trường hợp này thì chúng ta cũng vẫn có một cái kết quả nó cũng không được như ý. Mặc dù thay đổi các tham số này nó cũng sẽ làm cho cái cách thức mà bắt hình nó cũng sẽ trở nên khác đi. Đấy, các bạn có thể là thay đổi đi. Đôi khi đây này, các bạn sẽ còn nhận được một cái quả rất tệ nữa là gì ạ? Không thể dừng được, không thể bám được, tại vì nó sẽ chạy một cái lung tung do nó không phân biệt được cái chỗ nào cần bám. Những trường hợp như này thì các bạn có thể là nhấp đúp chuột để khép kín cái vùng chọn đang vẽ lại, sau đó không tồn đề đi, hủy nó đi. Hoặc là các bạn có thể làm sao đây ạ? Các bạn có thể nhấn Escape, thoát hẳn khỏi công cụ đi. Đấy. Thế thì công cụ này rất mạnh, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta cần phải sử dụng được đúng lúc, đúng chỗ. Đấy. Tận dụng được sức mạnh của nó trong các trường hợp phù hợp. Còn nếu mà chúng ta dùng sai thì kết quả nó cũng không được hay cho lắm. Thế đấy là một vài cái vấn đề giới thiệu về cái nhóm công cụ thứ hai trong các công cụ chọn là nhóm công cụ Lasso.